Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2012, tôi là Mai Phương. Còn tôi là Nguyễn Tùng. Để bắt đầu chương trình Open Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua những thông tin chính sẽ phát sóng trong chương trình. Lãi suất huy động tại một số ngân hàng xuống dưới 14%, lãi suất qua đêm liên ngân hàng cũng giảm mạnh. Những dấu hiệu này cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang khá tích cực. Những phân tích chi tiết sẽ đến với quý vị trong phần tài chính ngân hàng. Là một trong những thành phố có tốc độ phát triển đô thị mạnh nhất của Việt Nam, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 thành phố vệ tinh và xu hướng đầu tư các dự án bất động sản tại các thành phố vệ tinh này đã trở thành xu hướng nhiều nhà đầu tư hướng đến. Câu chuyện đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi đến với quý vị trong tiểu mục bất động sản ngày hôm nay. Năm 2011, Việt Nam đã ghi nhận mức tăng kỷ lục số lượng các đoàn doanh nghiệp Pháp sang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Sang đầu năm 2012, một số doanh nghiệp cụ thể thuộc lĩnh vực cơ khí, dược, thiết bị y tế của Pháp đã có kế hoạch xúc tiến đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Việt Nam dường như đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp Pháp. Nội dung cụ thể sẽ có trong đầu tư xuất nhập khẩu ngày hôm nay. Việt Nam có nhìn của bạn sẽ cho chúng ta làm quen với một vị khách đến từ Sri Lanka, ông Anselm Pereira, để cùng tìm hiểu những điều thú vị của đất nước Sri Lanka, xinh đẹp và công nghệ sản xuất chè rất đặc biệt của quốc gia này. Câu chuyện hội nhập cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến với ngành thủy sản Việt Nam, với những nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu đang cố gắng nâng cao chất lượng và giá trị mặt hàng này trong bối cảnh khó khăn. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin tài chính nổi bật của biên tập viên Mai Phương. Cảm ơn biên tập viên Nguyễn Tùng. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch ngày 6 tháng 3. Mời quý vị đến với phần tổng hợp của phóng viên Mai Phương từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bảng điện tử không còn cảnh cổ phiếu ồ ạt tăng trần và trống trơn như bán như các phiên trước đó. Lượng cung sau nhiều ngày găm giữ đã bắt đầu bung ra, điều chỉnh đến sớm hơn dự báo của giới phân tích chứng khoán. Chốt phiên giao dịch ngày 6 tháng 3, VN Index để mất tới 12,21 điểm, tương đương giảm 2,67%, xuống còn 445 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn đứng ở mức cao, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt hơn 154,3 triệu đơn vị, giá trị giao dịch hơn 2.157 tỷ đồng. Phiên này, sàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 105 mã tăng, 158 mã giảm và 45 mã đứng giá tham chiếu. Mặc dù giảm điểm, nhưng với sự tăng cao của khối lượng giao dịch cho thấy, thị trường vẫn phát đi những tín hiệu tích cực về mặt xu hướng. Mai Phương, Open Việt Nam. Phóng viên Thu Trang sẽ gửi tới quý vị phần tổng hợp giao dịch trên sàn Hà Nội ngày 6 tháng 3 năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, trên sàn Hà Nội, thị trường tăng điểm khá hào hứng trong 2 giờ đầu giao dịch. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng ngày một mạnh mẽ đã khiến HNX Index đảo chiều giảm điểm. Chốt phiên, chỉ số này để mất 0,58 điểm, tương đương giảm 0,77% xuống mức 75,2 điểm. Giao dịch thực sự bùng nổ, thanh khoản xác lập kỷ lục mới với trên 183 triệu đơn vị được khớp lệnh, giá trị giao dịch tương ứng đạt trên 1.650 tỷ đồng. Tuy thị trường giảm điểm, song số mã tăng lại chiếm ưu thế với 212 mã, chỉ có 96 mã giảm, còn lại 87 mã đứng giá và không có giao dịch. Sàn Hà Nội phiên này có tới 4 cổ phiếu giao dịch được trên 10 triệu đơn vị, trong đó HBB dẫn đầu với trên 38 triệu đơn vị được chuyển nhượng, thứ hai là VND với trên 14 triệu đơn vị, các vị trí tiếp theo là PVX và KLS với khối lượng giao dịch tương ứng là 11,5 và 10,7 triệu đơn vị. Thu Trang, Open Việt Nam. Những thông tin tài chính đáng chú ý sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình. Đang tăng cường tìm khách hàng mới để dùng hết hạn mức tín dụng được cấp trong năm 2012, song nhiều ngân hàng cho biết vẫn sẽ cẩn trọng với tín dụng bất động sản ít nhất là đến quý 2.
VietinBank cho biết sẽ không chú trọng mảng tín dụng bất động sản, thậm chí tuyệt đối không cho vay đối với nhóm đối tượng này để tạo cơ hội về vốn cho các doanh nghiệp khác. Ngân hàng Á Châu mới đây tung ra gói cho vay ưu đãi nhà ở, tuy nhiên chương trình này chỉ áp dụng với khách hàng có nhu cầu thực sự và trả nợ bằng lương. Nhận được chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay, các ngân hàng đã lần lượt công bố mục tiêu lợi nhuận nhưng chỉ ở mức khiêm tốn. Đông Á Banh, Đại Á Banh, OCB là các ngân hàng được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 ở mức 15%. Tuy nhiên, theo lãnh đạo các ngân hàng này, kế hoạch lợi nhuận xây dựng cho năm 2012 dự kiến trình đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp tới chỉ tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Thậm chí một số ngân hàng còn tỏ ra thận trọng hơn khi đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012 bằng với năm 2011. Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ các ngân hàng tỏ ra dè dặt khi xây dựng kế hoạch lợi nhuận cho năm 2012 là do chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ năm nay thấp hơn năm trước. Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm, tiền gửi tại một số ngân hàng nhóm 1 và 2 có khả năng dồi dào hơn, một số ngân hàng đã hạ lãi suất huy động xuống dưới 14%. Theo biểu lãi suất huy động mới của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, mức lãi suất huy động cao nhất là 13,85%. Tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, lãi suất huy động cao nhất chỉ còn 13,75% một năm. Thời gian tới, các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, ACB, VIB, VPBank sẽ là những ngân hàng tiếp theo được dự đoán giảm lãi suất huy động sau khi những thông tin giảm lãi suất cho vay của những ngân hàng này được công bố gần đây. Giảm 1,72% so với ngày 28 tháng 2 xuống còn 9,66% một năm. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng này ngày 1 tháng 3 ghi nhận lần đầu tiên xuống dưới mức 10% một năm kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2010. Các chuyên gia nhìn nhận như thế nào về diễn biến mới này? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Về những diễn biến mới của lãi suất huy động và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, phóng viên Minh Huệ đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa ông, mới đây thì lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã giảm về dưới 10% một năm và cùng với đó thì lãi suất huy động của một số ngân hàng lớn cũng đã giảm về dưới 14% một năm. Vậy ông nhìn nhận thế nào về diễn biến này? Trước hết là chúng ta thấy rằng cái lạm phát ấy trong mấy tháng gần đây, khoảng độ 5-6 tháng gần đây thì nó đều xuống nằm trong khoảng 1% thôi. Và ngay cả tháng Tết là cái tháng mà thường chúng ta thấy rằng là nó thường là tăng lên, thì cái tháng Tết vừa qua nó cũng chỉ 1,5%. Thêm vào đó nữa là cái việc mà ngân hàng nhà nước có phân chia các cái nhóm ngân hàng làm cho các cái ngân hàng cũng tự mình hoàn thiện hơn được cái tính thanh khoản. Và từ đó chúng ta thấy rằng hiện nay cái thanh khoản của tất cả các cái ngân hàng của Việt Nam là đã tốt hơn rất nhiều so với nửa năm trước đây. Và vì thế cho nên ấy là cái cơ sở để mà chúng ta giảm cái lãi suất huy động, giảm cái lãi suất liên ngân hàng là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết trong thời gian tới sẽ hỗ trợ về thanh khoản cho những tổ chức tín dụng yếu kém và đã có ý kiến cho rằng lãi suất liên ngân hàng giảm không hẳn là do thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện mà do những ngân hàng này đã ngừng vay trên thị trường liên ngân hàng và chờ đợi hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước. Vậy ông có đồng tình với quan điểm này hay không? Quan điểm nói chung mà chúng tôi nhận thấy của Ngân hàng Nhà nước đó là để cho nó đi theo cái xu hướng kinh tế thị trường. Mà đã đi theo kinh tế thị trường ấy, thì có nghĩa là phải tái cấp vốn qua cái thị trường mở. Do đó cho nên với những cái tổ chức tín dụng mà có cái xếp hạng cao, rồi là với phần đông các cái ngân hàng thì cái việc mà huy động vốn chỉ có thể được thực hiện thông qua con đường là thị trường mở thôi. Cũng đừng có hy vọng quá vào cái con đường là Ngân hàng Nhà nước sẽ có những cái biện pháp đặc biệt với hệ thống ngân hàng. Thì cái này chúng tôi cho là không cần. Vâng, vậy theo ông trong thời gian tới mặt bằng lãi suất có thể giảm sâu hơn và có thể lan ra trên diện rộng hay không? Hiện nay cái lạm phát ấy chúng ta thấy rằng là nó vẫn có thể ở cái mức 10-12% là chúng ta dự đoán trong năm nay. Và như vậy là để mà hạ xuống dưới một con số ấy, là nó còn có khó khăn. Và cái thứ hai ấy, là Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các tổ chức tín dụng về cái độ an toàn về vốn, về các cái yêu cầu khác. Do đó nên cái tính thanh khoản nó cũng đang dần dần được củng cố. Và vì thế cho nên là cái độ giảm của cái lãi suất
trên cho vay cũng như lãi suất tiền gửi trên thị trường nó sẽ có, nhưng nó sẽ từ từ chậm chậm và nó sẽ có một cái thời gian dài. Và tôi cho rằng là cái thời gian đó ấy, nó có thể kéo dài cho đến khoảng tháng 6 thì cái mức độ giảm nó không cao lắm. Có thể là nó sẽ giảm nhưng giảm 1-2% thôi. Thế nhưng mà sau đó nếu mà ví dụ như cái lạm phát mà nó tiếp tục giảm nữa, nó xuống dưới cái 1% và đồng thời người ta có thể dự đoán là lạm phát trong cả năm nó có thể giảm sâu hơn, thì người ta có thể giảm tiếp cái lãi suất. Và chúng ta hy vọng rằng cái chiều hướng đó nó sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Và cuối năm chúng ta có thể đưa cái lãi suất huy động nó xuống khoảng độ 10%. Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích và nhận định của Phó sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh và phóng viên Minh Huệ. Những thông tin tài chính sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình Open Việt Nam tiếp theo. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với biên tập viên Nguyễn Tùng đến với những thông tin bất động sản nổi bật về một xu hướng đang dần được hình thành tại phía Bắc dù đã phát triển khá mạnh mẽ tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn biên tập viên Mai Phương. Thưa quý vị và các bạn, phát triển các khu đô thị vệ tinh không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, cùng với những khó khăn về nguồn vốn và quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp, thì việc hướng ra các khu đô thị vệ tinh được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn. Xu hướng này thực sự phát triển ra sao? Câu trả lời sẽ có trong tiểu mục Bất động sản ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội có thể sẽ thu hồi một số khu đất để giải quyết tình trạng thiếu công trình hạ tầng xã hội trong các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư, theo đề xuất mới đây của thành phố. Theo đó, những khu đất bị thu hồi là những dự án đã giao chủ đầu tư thời hạn quá 12 tháng nhưng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý mà không phải do nguyên nhân khách quan. Khu đất chưa được đầu tư xây dựng thuộc địa bàn đặc biệt thiếu hệ thống hạ tầng xã hội, trường học. Các khu đất đã có quyết định cấp đất mà chủ đầu tư vi phạm quy định trong sử dụng đất. Theo thông tin từ thành phố Đà Nẵng, trong năm 2011, thành phố đã giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng phát triển hạ tầng Đà Nẵng thực hiện giải tỏa, đền bù 12 dự án. Đến nay đã có 982 hộ dân được bàn giao đất. Với tổng diện tích 315 hectare, trong đó có nhiều dự án lớn như khu tái định cư Khái Tây 2, khu tái định cư phía Tây Nam Làng Nghề, khu tái định cư đường Vành Đai phía Nam thành phố, Làng Nghề Đá Mỹ Nghệ Non Nước. Trong năm 2011, công ty hạ tầng Đà Nẵng đã hoàn thành giao đất cho các hộ dân đã bàn giao mặt bằng với tổng số hộ được nhận đất tái định cư thực tế là 982 hộ. Năm 2012, công ty tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công và bàn giao các công trình trọng điểm còn lại. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn BKMEX Tokyo đã tổ chức lễ khởi công xây dựng khu đô thị Tokyo Bình Dương với tổng số vốn đầu tư là 25.000 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ đô la Mỹ tại khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương. Theo quy hoạch, dự án gồm 7.500 căn hộ, nhà ở, các cơ sở giải trí, thương mại, văn phòng, tọa lạc ngay trên khu đất rộng 714.524m2. Đây sẽ là khu đô thị mới liên hợp công nghiệp dịch vụ của tỉnh Bình Dương. Tokyo Bình Dương được xem là dự án thành phần trong tổng thể của trung tâm hành chính mới của tỉnh. Dự kiến trong năm 2014, toàn bộ khu trung tâm hành chính cũ sẽ được chuyển về thủ phủ mới. Khi hoàn thành, thành phố mới Bình Dương sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc cho hơn 12 vạn dân và khoảng 40 vạn lao động thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có Tokyo Bình Dương mà các dự án đầu tư tại các thành phố vệ tinh hiện nay đã trở thành một xu hướng rõ nét tại phía Nam. Những thông tin chi tiết sẽ có sau ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thị trường bất động sản phía Nam vẫn chưa thoát khỏi trầm lắng, thì giới chuyên gia vẫn nhận định khu vực ở các thành phố vệ tinh sẽ trở thành địa chỉ tiềm năng cho những nhà đầu tư biết đi trước đón đầu khi hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây đang ngày càng được hoàn thiện. Không chỉ có vị trí thuận lợi, đa dạng về phân khúc sản phẩm, các thành phố vệ tinh luôn có quỹ đất lớn, giá mềm, đặc biệt hạ tầng được quy hoạch hiện đại và đồng bộ. Đó là những lợi thế khiến cho đất nền ở các khu đô thị vệ tinh luôn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư và được xem là tâm điểm của bất động sản đất nền. Giá trị bất động sản ở đây gia tăng tỷ lệ thuận với những lợi thế về giao thông, hạ tầng đang dần được hoàn thiện. Theo ghi nhận mới đây cho thấy, nhiều doanh nghiệp bất động sản tên tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh
như Nam Long, Khang Thông, Khang An, Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức, Đất Xanh đã đổ xô về các tỉnh lân cận để đầu tư dự án. Cũng trong cuối tháng 2 và thời điểm này, hàng loạt các dự án đất nền, biệt thự, nhà phố tại Bình Dương, Đồng Nai đã bung hàng chào bán, tạo nên sự sôi động nhất định cho thị trường bất động sản phía Nam. Đối với lại khu vực phía Nam của chúng ta thì xoay quanh thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta vẫn là luôn luôn nhắc đến là ba thị trường mục tiêu sẽ là vệ tinh của thành phố trong tương lai, đấy là Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Ba thị trường này theo tôi là luôn luôn đóng một cái vai trò làm cho cái thị trường bất động sản nó tươi mới hơn, và những cái phân khúc này cũng tương đối là phù hợp. Và chúng ta được biết rằng là ba cái khu vực này tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng cũng tương đối là nhanh. Theo đồ án quy hoạch vùng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực trung tâm là khu vực nội thành hiện hữu với bán kính 15 km và 4 cực phát triển theo hướng Đông, Nam, Tây Bắc, Tây Nam. Trong đó, vùng trung tâm bao gồm đô thị hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, các đô thị vệ tinh độc lập được xác định bán kính 30 km từ trung tâm đô thị hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm thành phố Biên Hòa, thành phố mới Bình Dương, các đô thị vệ tinh phụ thuộc. Với những định hướng chiến lược tốt, các cơ hội đầu tư tại các thành phố vệ tinh đang được các nhà đầu tư quan tâm nắm bắt, dù cho thị trường vẫn đang còn nhiều biến động. Tôi nghĩ những thành phố lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ rất là phát triển nhanh, và do đó là những cái dòng người nhập cư sẽ rất là nhiều. Do đó thì dần dần là khi mà giãn dân thì bắt buộc là những thành phố lớn này là phải giãn là những thành phố vệ tinh, mà cụ thể là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như là thành phố vệ tinh như là Đồng Nai, Long An, vân vân. Thì do đó là chúng tôi đánh mạnh vào những cái điểm này, những phân khúc này. Trong 3 năm trở lại đây, mặc dù thị trường bất động sản liên tục khủng hoảng, nhưng phân khúc đất nền tại các khu đô thị vệ tinh vẫn được coi là hướng đầu tư hiệu quả. Với nhiều lợi thế về hạ tầng cũng như vị trí địa lý, nên hiện tại các thành phố vệ tinh đang là điểm đến của nhiều người dân muốn chọn cho mình một không gian sống thoải mái hơn, cũng như cho các nhà đầu tư đón đầu cơ hội. Trước xu hướng tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đầu tư phía Bắc sẽ đánh giá như thế nào? Câu trả lời sẽ có sau ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, thị trường địa ốc phía Bắc được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ lặp lại nhiều xu hướng đầu tư tại thị trường phía Nam. Hay nói cách khác, Hà Nội sẽ lặp lại một kịch bản tương đồng nhưng đi sau Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xu hướng đầu tư vào các thành phố vệ tinh trong Nam, các nhà đầu tư ngoài Bắc có đánh giá như thế nào? Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh miền Bắc sẽ cùng chúng ta tìm hiểu nội dung này qua cuộc trò chuyện với phóng viên Open Việt Nam ngay sau đây. Thưa ông, Thành phố Hồ Chí Minh thường đi trước đón đầu các xu hướng trên thị trường bất động sản, gần đây là xu hướng đầu tư tại các đô thị vệ tinh. Thị trường phía Bắc thường được xem là kịch bản lặp lại của những xu hướng đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì liệu xu hướng này có thể trở nên phổ biến tại Hà Nội hay không ạ? Định hướng quy hoạch của Hà Nội đến 2030 và định hướng 2050 đấy, thì đây là một cái quy hoạch mà đã được đưa ra thì nó cũng phù hợp với cái xu thế chung của tất cả các cái nước phát triển thôi. Thì đây là một cái định hướng khá tốt để cho các cái nhà làm bất động sản họ có cái hướng để đầu tư lâu dài. Thì theo tôi đây cũng là một cái mà mở ra cái cơ hội rất lớn cho các cái nhà đầu tư bất động sản của Việt Nam cũng như của phía Bắc để mở rộng cái thị trường của mình. Mặc dù lặp lại, tuy nhiên thị trường Hà Nội cũng có những đặc thù riêng như cơ sở hạ tầng hay là tâm lý của khách hàng. Và với những đặc thù riêng này thì xu hướng đầu tư đô thị vệ tinh tại Hà Nội sẽ có gì khác biệt ạ? Thị trường ở miền Nam về đầu tư các khu đô thị vệ tinh ấy, thì đã phát triển trong những năm khoảng 3-4 năm lại đây rồi. Thì chúng ta thấy cái thị trường như Đồng Nai, Bình Dương, Mỹ Phước, Long An đã được phát triển rất là mạnh mẽ. Đấy là các khu đô thị vệ tinh của Sài Gòn. Ở Hà Nội thì thời gian vừa qua mới định hướng được 5 khu đô thị vệ tinh. Tuy nhiên là chưa có khu đô thị vệ tinh nào đã được chính thức đưa vào hoạt động cũng như là được chính thức đưa kêu gọi đầu tư. Thì đây là một cái thị trường khá là mới mẻ cho các nhà đầu tư ở phía Bắc để nắm bắt được cái cơ hội như thế này. Tuy nhiên là sẽ có cái sự khó khăn nhất định cho các nhà đầu tư ở phía Bắc khi mà họ đầu tư vào các cái chùm đô thị vệ tinh ở phía Bắc, tại vì nó đã chưa theo một cái quy luật cũng như là chưa có cái tiền lệ trước đấy.
thì nhưng mà tuy nhiên là họ sẽ mở ra rất là nhiều cái cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư phía Bắc. Vậy theo ông, các nhà đầu tư cần thận trọng những gì khi đi theo xu hướng đầu tư tại các khu đô thị vệ tinh ạ? Các điều nhà đầu tư thận trọng là cái thời điểm khi nào sẽ là cái thời điểm tốt để đầu tư thì nó phải phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Thứ hai là sự phát triển về kinh tế của bản thân của Hà Nội cũng như là của các cái vùng, các khu đô thị vệ tinh đó. Thứ ba là cái cơ cấu về cơ sở hạ tầng. Nếu mà các nhà đầu tư mà đầu tư quá sớm vào một khu đô thị vệ tinh nào mà chưa có cơ sở hạ tầng tốt cũng như là chưa có kết nối giao thông tốt thì cũng sẽ là gặp những rất là cái khó khăn trong cái vấn đề đầu ra, trong cái vấn đề bán sản phẩm. Và hơn nữa là các cái vấn đề về thu hút đầu tư tại địa phương. Thì khi mà nếu mà chúng ta đầu tư các dự án bất động sản ở các đô thị vệ tinh thì chúng ta phải có nguồn khách hàng. Và nguồn khách hàng chính là những cái công nhân cũng như là các cái công ăn việc làm ở đó tạo nên để thu hút người dân về sinh sống tại các khu đô thị vệ tinh đó. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình Open Việt Nam. Xin cảm ơn ông Vũ Cương Quyết và biên tập viên Thành Thái. Cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục bất động sản ngày hôm nay. Còn bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ gặp lại biên tập viên Mai Phương để tìm hiểu thông tin khá hấp dẫn về xu hướng đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Pháp. Cảm ơn biên tập viên Nguyễn Tùng. Thưa quý vị và các bạn, Pháp hiện đang là quốc gia có hơn 300 doanh nghiệp đang đầu tư vào Việt Nam. Thế nhưng con số hơn 3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp dường như vẫn chưa phản ánh đúng tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Vì thế, trong năm 2012, các doanh nghiệp Pháp đã đẩy mạnh hơn nữa các cơ hội xúc tiến đầu tư vào Việt Nam. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Theo Bộ Công Thương, lĩnh vực công nghiệp và bán lẻ của Việt Nam trong tháng 2 tiếp tục tăng trưởng mạnh so với tháng 1 và cùng kỳ năm 2011. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng 10% so với tháng 1 và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 2 tháng so với cùng kỳ năm 2011, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng 3,9%. Về xuất khẩu, tính chung 2 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 15,3 tỷ đô la. Tăng 24,8% so với cùng kỳ. Đối với tổng mức bán lẻ tháng 1, tăng 4,9% so với tháng 12 năm 2011. Tháng 2 tăng 3,79% so với tháng 1. Đây là mức tăng trưởng tích cực trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Hàng năm, Sri Lanka có nhu cầu nhập khẩu lớn các sản phẩm nông thủy sản như cà phê, chè hay cá đông lạnh. Hiện quốc gia này cũng đang đẩy mạnh việc hợp tác với đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, chế tạo máy nông cụ và nuôi trồng thủy sản. Điều này đang mở ra cơ hội hợp tác lớn cho các doanh nghiệp Sri Lanka và Việt Nam. Đó cũng chính là quan điểm được cả doanh nghiệp hai phía chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Sri Lanka diễn ra tại Hà Nội mới đây. Tại diễn đàn, đại diện 15 doanh nghiệp lớn của Sri Lanka cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này, một mặt tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các sản phẩm may mặc, thủy sản hay nông sản. Mặt khác còn mong muốn hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực như chế tạo máy nông cụ, nuôi trồng thủy sản, công nghệ phần mềm hay bất động sản, dịch vụ y tế hay công nghiệp cao su. Theo ông Godfrey, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Sri Lanka, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào quốc gia này sẽ có được nhiều thuận lợi với hơn 4.000 ngành hàng được miễn thuế. Sri Lanka cũng là cửa ngõ để giao thương với các nước khác. Chúng ta sẽ còn biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về đất nước Sri Lanka trong phần sau của chương trình. Quay trở lại với nội dung chính của đầu tư xuất nhập khẩu ngày hôm nay, xung quanh quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Pháp. Thưa quý vị và các bạn, tuy có thời điểm sụt giảm do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, song nhìn chung quan hệ thương mại hai quốc gia vẫn theo chiều hướng đi lên. Có thời điểm kim ngạch thương mại tăng trưởng lên tới con số 40%. Năm 2005, kim ngạch thương mại giữa hai nước mới chỉ đạt 1,1 tỷ đô la, thì đến năm 2007 đã đạt hơn 2 tỷ đô la và năm 2011 là 2,4 tỷ đô la, tăng hơn 100% về cả khối lượng hàng hóa, dịch vụ và giá trị. Năm 2012, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục chịu tác động từ đà hồi phục chậm của nền kinh tế thế giới, song dự báo kim ngạch hai chiều vẫn tiếp tục ổn định và có thể vượt 2,5 tỷ đô la. Hiện tại, Pháp vẫn là thị trường nhập khẩu chính các mặt hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam như cà phê, cao su, chè, giày dép các loại và những mặt hàng thủy sản, trong khi Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là phương tiện vận tải, phụ tùng, máy móc, thiết bị và dược phẩm. Bên cạnh lĩnh vực giao thương, hiện Pháp đang là một trong những nước châu Âu đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với khối lượng đầu tư trực tiếp hơn 3 tỷ đô la Mỹ.
Hiện có khoảng 300 doanh nghiệp Pháp đang đầu tư tại Việt Nam, tham gia vào nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giao thông, công nghiệp và y tế. Mỗi năm tạo hơn 30.000 việc làm. Ông Jean-Michel Cadewes, Chủ tịch phân ban Việt Nam các cố vấn ngoại thương Pháp cho biết, chỉ riêng phân ban Việt Nam bao gồm 25 doanh nhân Pháp hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Cũng theo ông Jean-Michel Cadewes, các doanh nghiệp Pháp đang rất quan tâm đến hoạt động đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đánh giá cao mô hình hợp tác nhà nước tư nhân PPP. Đang được đẩy mạnh triển khai tại Việt Nam, Pháp là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong phát triển PPP, vì thế sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Nếu nhìn vào thế mạnh của hai nước và cơ hội hợp tác, thì con số 3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và sự hiện diện của 300 doanh nghiệp Pháp vẫn còn quá khiêm tốn. Vì thế đẩy mạnh việc tiếp xúc trực tiếp, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội và hiện thực hóa những cơ hội đó đang được nhiều doanh nghiệp Pháp quan tâm. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một đoàn 10 doanh nghiệp Pháp đã sang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào ngành nhựa tại Việt Nam. Được biết, trong tháng 3 và tháng 4 tới, sẽ có thêm nhiều đoàn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như dược phẩm, thiết bị y tế và cơ khí sẽ sang Việt Nam. Điều đấy cho thấy Việt Nam đang là điểm đến khá hấp dẫn với các doanh nghiệp Pháp. Ông Joseph hiện đang là giám đốc điều hành một doanh nghiệp lớn ở Pháp. Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trong chuyến thăm lần đầu này cùng 10 doanh nghiệp lớn của Pháp khác, ngoài việc tìm hiểu môi trường đầu tư của Việt Nam, ông còn đặt ra mục tiêu sớm tìm được đối tác Việt Nam cũng hoạt động trong lĩnh vực nhựa để tính chuyện liên kết làm ăn. Not this time. We are a small company in France, so we have also a workforce in Asia who can take care during the first step Vietnam development, but maybe in the future, in the second step, we'll have Rock Tool representative in Vietnam and maybe a cooperation with existing companies, associations or anything else. Theo ông Marc Canat, giám đốc cơ quan thương mại Pháp tại Việt Nam, không chỉ doanh nghiệp nhựa trên mà thời gian qua, nhiều doanh nghiệp khác cũng đã liên hệ với cơ quan này, đề nghị được cung cấp thông tin về môi trường, lĩnh vực quan tâm. Ông Marc Canat cho biết, khi trao đổi trực tiếp với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp Pháp thì đều nhận được câu trả lời tiềm năng hợp tác là rất lớn. Đó là kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng cao, nhiều lĩnh vực đang rất cần vốn, đầu tư công nghệ để phát triển. Nhu cầu của Việt Nam và thế giới đối với sản phẩm như ngành nhựa, hạ tầng cơ sở là rất lớn. Trong khi các doanh nghiệp Pháp lại cũng có thể đồng thời thỏa mãn được những điều kiện này. 20 trade mission of French companies, so mainly in the field of infrastructure, transportation, port and urban transport, electricity, environment, water. We will have a pavilion, a French pavilion on Viet Water. Và để hiện thực hóa những cơ hội đó, bên cạnh việc tiếp tục tìm hiểu môi trường đầu tư, lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch xúc tiến trực tiếp đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 3 và tháng 4 này, sẽ có các đoàn doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực thiết bị y tế, xây dựng và dược phẩm sẽ sang Việt Nam. Dự kiến năm 2012 sẽ có ít nhất 20 đoàn sang Việt Nam. Theo dự báo của Cơ quan Thương mại Pháp tại Việt Nam, trong năm nay sẽ có khoảng 120 doanh nghiệp Pháp đầu tư vào Việt Nam. We are planning for this year to get something like 20 trade missions in Vietnam. Tuy nhiên, cũng theo ông Marc Canat, khác với các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác, các nhà đầu tư Pháp trước tiên sẽ tiếp cận lĩnh vực phân phối của Việt Nam thông qua những nhà phân phối lớn. Sau khi đã thực sự am hiểu thị trường và nhìn nhận nhiều khả năng hiện thực hóa cơ hội mới tính đến chuyển sang đầu tư. Vì thế, việc rút ngắn khoảng cách này như thế nào phụ thuộc vào các chính sách thu hút, sự chủ động từ phía các doanh nghiệp Việt Nam.
Để tranh thủ và tận dụng tốt nhất sức hấp dẫn của Việt Nam hiện nay đối với các doanh nghiệp Pháp, ngoài việc phải tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo cơ sở thu hút nguồn vốn và công nghệ từ các đối tác đến từ châu Âu này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải chủ động trong tiếp cận, chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp bạn nhằm tìm ra phương thức hợp tác mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai phía. Như chúng tôi đã nhắc tới trong phần đầu của chương trình, chúng ta sẽ quay trở lại những thông tin về đất nước Sri Lanka. Và bây giờ, tiểu mục Việt Nam góc nhìn của bạn sẽ mang tới cho chúng ta những thông tin về quốc gia Nam Á xinh đẹp này. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với đại diện một doanh nghiệp đến từ Sri Lanka, ông Asen Ferreira.